Những năm qua, công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta đã thu được những kết quả quan trọng, được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Mới đây, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đây là một chỉ thị rất quan trọng, bởi thu hồi tài sản là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ thị đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác thu hồi tài sản bị tham nhũng, chiếm đoạt, đặc biệt chỉ ra các giải pháp cần làm tốt hơn nữa để hiệu quả việc thu hồi tài sản đạt cao nhất. Bên cạnh những vụ án đã thu hồi được tài sản với tỷ lệ rất cao, như vụ án xảy ra tại Mobile Phone AVG, thu hồi hơn 8.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 134%, có cả những vụ án thu hồi tài sản ở nước ngoài như vụ án Trần Bắc Hà và đồng phạm đã phối hợp phong tỏa tài sản của các bị can tại Lào với giá trị tương đương gần 14,5 triệu đô la Mỹ. Thì cũng còn nhiều bản án, mặc dù đã có hiệu lực pháp luật, nhưng hàng nghìn tỷ đồng đã thất thoát khi bắt tay vào thi hành án. Đơn cử trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, tòa án tuyên bị cáo sung công 9.000 tỷ đồng, nhưng qua thẩm tra, thẩm định, chỉ thu về cho nhà nước 500 tỷ đồng. Bị cáo này không còn tài sản nào khác để thi hành. Có rất nhiều các cái khó khăn khác nhau. Cái thứ nhất là đối với văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý tài sản cũng như thu hồi tài sản thì vẫn chưa được coi như là đầy đủ và chặt chẽ. Và cái thứ hai nữa là cái thủ đoạn của các cái đối tượng tham nhũng và trong các cái vụ án cũng như là các cái đối tượng ở các vụ án kinh tham nhũng ấy thì che giấu tài sản bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông thường là qua người thân người nhà hoặc qua các cái đối tượng khác để che giấu cái tài sản. Ở nhiều nước trên thế giới, người phạm tội không chứng minh được số tài sản mình sở hữu là hợp pháp đều bị thu hồi. Thì ở nước ta, cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng phải đi chứng minh số tài sản người phạm tội sở hữu là bất hợp pháp mới có thể thu hồi được. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư mới đây đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong đó đáng chú ý là Ban Bí thư giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội. Theo bà Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính Bộ Tư pháp, cơ chế tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội liên quan đến nhiều thiết chế khác nhau như đăng ký tài sản, giao dịch, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, phòng chống rửa tiền. Chính vì thế, để hình thành cơ chế này, đòi hỏi phải rà soát, đánh giá một cách toàn diện, tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật về phòng chống rửa tiền, pháp luật về tài chính ngân hàng, pháp luật về đăng ký tài sản, giao dịch, pháp luật về tổ chức bộ máy, các cơ quan tố tụng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng. Đây được xác định là việc làm cần thiết và cấp bách. Cái việc thu hồi tài sản của các đối tượng che giấu ở nước ngoài thì gặp nhiều khó khăn. Và để làm tốt cái công tác này thì như tôi nói ở trên là phải tăng cường về các cái ký kết các cái hiệp ước, hiệp thương song phương đa phương, hiệp định tương trợ tư pháp nhiều hơn nữa để khi mà các đối tượng là che giấu tài sản ở các nước hoặc cần phải điều tra truy vết cái tài sản ở các nước thì cái công tác điều tra nó sẽ thuận lợi hơn. Và khi mà có cái hoàn thiện các cái cơ sở pháp lý như vậy thì chắc chắn là cái công tác thu hồi tài sản ở nước ngoài là sẽ thuận tiện hơn. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư được ban hành tiếp tục khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng. Trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tập trung nghiên cứu, có kế hoạch cụ thể, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị này để qua đó nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cũng như đúng theo lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo trong hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp lâu dài,
phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm trọng điểm, phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, một cơ chế răn đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, một cơ chế để làm không cần tham nhũng.